Rồi, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách bỏ một chương trình vào trong hộp job. Cụ thể ở đây hộp job của mình, hộp job thì cũng có 3 nút nhấn. Nút xanh là nút bắt đầu, nút đỏ là dừng, nút vàng là tiếp tục. Chương trình tiếp tục vậy. Đó. Thì trong một chương trình của mình thì mình muốn bỏ vào tùy thuộc vào cái quá trình hoạt động sản phẩm phôi của chúng ta. Thì chúng ta cần bao nhiêu hộp job, thì cứ mỗi hộp job thì ứng với một bàn làm việc của robot. Mình cần làm 3 bàn làm việc thì 3 hộp job. Đó. Rồi. Bắt đầu mình sẽ vào cách bỏ một cái chương trình vào trong hộp job để cho nó hoạt động. Rồi, chúng ta vào phần open. Trong này thì mỗi hộp job thì nó chỉ tương ứng với câu Bro 001, Bro 002 là hộp job số 2, Bro 004 là hộp job số 3. Và tại sao lại Bro 004 là hộp job số 3 mà không phải là 003? Và mình sẽ giải thích cho các bạn hiểu. Cái này là quá trình mặc định của nó. Đây, chúng ta sẽ xem này vào controller. Rồi chúng ta sẽ chọn vào auto. Bởi vì cái này là phần input vào nè, cái này là in location. Rồi đó, GoPro số 1 là hộp chip số 1, số 2 là số 2, số 4 là số 3. GoPro program số 4 á sẽ input tương ứng với input số 3. Thì chúng ta cũng tương tự, nếu chúng ta xài nhiều hộp chip một lần á thì chúng ta 5 hay 6 hộp chip, chúng ta sẽ có GoPro số 8 tương ứng với số 4. Hay là mình chưa cài, mình muốn cài thì mình lăn xuống mình cài vào số máy, thì thuộc vào mình chọn phần input. Đó, ví dụ mình chọn số 4. Ok, đó. Thì là GoPro 8 là sẽ là input, nó là sẽ là số 4. Ok. Thì mình chỉ cần xài 3 hộp chóp thôi. Rồi mình mặc định 1, 2, 4. Đó. Các bạn muốn nhiều thì cứ hộp chóp nó tương ứng như thế. Rồi. Rồi chúng ta sẽ quay lại phần gọi chương trình vào. Đó. Mình sẽ vào, này là hộp chóp số 1. Thì sẽ vào GoPro 001. Đó. Cái này thì mình đã gọi chương trình sẵn vào, thì giờ mình sẽ xóa đi để cho gọi lại cho các bạn sẽ hiểu. Mình test. Đó. Đó là phần mình mới mở lên trong GoPro 001. Thì chúng ta muốn gọi chương trình vào thì vào phần out F4. Thì tất cả các dòng robot thì đời cao G3 thì vẫn vậy. Vẫn giống nhau, vào flow. Rồi. Chúng ta sẽ chọn vào core là gọi chương trình. Này là các phần thêm if cho điều kiện delay, thời gian zoom nhảy, hold dừng đó. Các lệnh tương ứng qua if, lệnh lay paper, các lệnh để giúp mình thực hiện trong quá trình gọi chương trình đó. Thì chọn vào browse. Ok. Đó, thì nó có chương trình của mình. Đó, mình có chương trình mẫu là chương trình test. Ok. Đó. Đó là gọi xong vào chương trình hộp job số 1 là chương trình này. Mình muốn bấm hộp job số 2 thì sang chương trình khác thì chúng ta vẫn tiếp tục. Và hộp job số 2. Job GoPro 002. Rồi chúng ta sẽ chọn một chương trình số 2 tương ứng với hộp job số 2. Đó. Mình thì một chương trình lấy ví dụ như thế thôi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hiệu ích thì hãy cho mình một like và một đăng ký.